Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 5. Make or break. Bước vào tuần cuối cùng của tháng 5, các dữ liệu kinh tế là tương đối mỏng. Tuy nhiên, sẽ có một sự kiện quan trọng hàng đầu có thể tác động mạnh đến thị trường dọc theo các diễn biến của nó, đó là vấn đề trần nợ công của Mỹ. Vậy, cụ thể trong tuần cuối của tháng này, chúng ta cần lưu ý điều gì? Mời mọi người cùng tham khảo ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua các điểm sự kiện đáng chú ý trong tuần trước. Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã thúc đẩy tâm lý thị trường vào thứ Tư khi nói rằng họ nghĩ một thỏa thuận nâng trần nợ có thể đạt được trong tuần. Chỉ số Nasdaq và S&P 500 tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, vàng giảm xuống dưới 2.000 đô la và đồng yên cũng mất giá mạnh. Cả hai đều mất đi sức hấp dẫn với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Các thành viên của Fed nhìn chung vẫn có quan điểm nhiều hơn với những bình luận nổi bật bao gồm còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất, không nên từ bỏ việc thắt chặt quá sớm, các bước thắt chặt nhỏ hơn, ít thường xuyên hơn, có thể tránh được sự bất ổn tài chính. Tôi không nghĩ Fed đang ở mức lãi suất mà có thể dừng việc thắt chặt. Thống đốc BOE cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có thể kéo dài, thị trường việc làm nước này đang thắt chặt và nó làm tăng thêm áp lực lạm phát. Và BOE vẫn cam kết với mục tiêu 2%, có nghĩa là lãi suất có thể sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn. Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ không tìm được người chiến thắng đa số, mặc dù Tổng thống đương nhiệm Erdogan bước vào vòng 2 với số phiếu cao hơn. Chỉ số kỳ vọng GEW của Đức giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Dữ liệu quý 2 của Trung Quốc tiếp tục yếu kém, với doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư tài sản cố định đều giảm dưới mức kỳ vọng. Bắc Kinh một lần nữa có vẻ vui mừng khi để đồng nhân dân tệ trượt giá để hỗ trợ nền kinh tế của họ, đưa cặp tiền USDCNH lên mức cao nhất trong 5 tháng. GDP của Nhật Bản giảm mạnh hơn dự kiến, mặc dù dữ liệu thương mại yếu tiếp tục cho thấy tăng trưởng chậm lại là một vấn đề ngày càng lớn. Một thước đo lạm phát lõi của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 42 năm. Chỉ số Nikkei vượt mốc 30.000 lần đầu tiên sau 20 tháng và lên mức cao nhất trong 32 năm, nhờ BOJ duy trì lập trường chính sách lỏng lẻo và nhu cầu rủi ro được cải thiện. Biên bản RBA tiết lộ quyết định tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 5 là cân bằng hoàn hảo. Dữ liệu việc làm yếu hơn của Úc đã hạ nhiệt kỳ vọng tăng lãi suất của RBA vào tháng sau. Sau đây là các điểm sự kiện đáng chú ý trong tuần mới. Đàm phán về trần nợ của Mỹ. Có vẻ như chính phủ Mỹ đã đang đi đúng hướng để đạt được một thỏa thuận giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nhằm nâng trần nợ của Hoa Kỳ vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều đó hiện đã bị lùi sang tuần mới, cùng với một số suy đoán cho rằng House Freedom Caucus theo đường lối cứng rắn có thể cố gắng ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào mà không có cắt giảm mạnh. Vì vậy, tóm lại, chúng ta có thể mong đợi thỏa thuận này có thể được thúc đẩy nhanh hơn nữa khi mà thời gian đến ngày X đang cạn dần, với hy vọng đạt được nhiều đòn bẩy và nhượng bộ hơn trước khi trần nợ có thể được nâng lên. Tuy nhiên, bất kỳ trở ngại nào đối với các cuộc đàm phán này đều trở nên nghiêm trọng hơn khi chúng ta đang dần bước sang tháng 6 và có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường nếu các nhà đầu tư bắt đầu tin rằng trần nợ sẽ không được nâng lên. Ngược lại,
tâm lý thị trường sẽ vẫn được hỗ trợ nếu hoặc khi kế hoạch khả thi duy nhất thông qua trần nợ mới được thực hiện. Các dữ liệu PMI nhanh, Flash PMI. Các dữ liệu PMI nhanh luôn có khả năng dịch chuyển thị trường vì chúng là các chỉ báo hàng đầu cung cấp các thông tin liên quan đến số liệu GDP. S&P toàn cầu sẽ phát hành các báo cáo PMI nhanh cho Úc, Nhật Bản, Eurozone, Pháp, Đức, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ vào đầu tuần. Và điều đó có thể tạo ra xu hướng dịch chuyển trên thị trường cho phần còn lại của tuần nếu nó có xu hướng tạo ra những bất ngờ. Và nhìn chung, xu hướng trong dữ liệu này là có thể dự đoán được. Ví dụ, chúng ta thấy dữ liệu của Úc hay của Nhật cao hoặc thấp hơn kỳ vọng một cách đáng kể, thì có khả năng chúng ta có thể mong đợi một mô hình tương tự đối với châu Âu và Hoa Kỳ. Trong khi lịch kinh tế tuần mới này tập trung nhiều vào các dữ liệu PMI tổng hợp, các báo cáo riêng biệt về ngành dịch vụ và sản xuất cũng sẽ được công bố. Báo cáo tâm lý IFO từ Đức. Trong khi lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn ở mức cao một cách khó chịu và các thành viên quản trị của ECB đã phàn nàn về điều này, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua dữ liệu tâm lý kinh tế yếu ớt từ Đức. Các nhà phân tích từ Fresh.com đã thấy chỉ số kỳ vọng 1 năm GEW của Đức và khu vực đồng tiền chung châu Âu bị kéo giảm trong 3 tháng qua và có khả năng cao là điều này sẽ xảy ra với dữ liệu IFO của Đức trong tuần này. Và điều đó làm giảm áp lực đối với việc tăng lãi suất của ECB, từ đó gây áp lực giảm giá lên đồng euro, đặc biệt là khi các quan chức của Fed tiếp tục bàn luận về việc thắt chặt hơn nữa như những gì họ đã làm trong vài tuần vừa qua. Nếu chúng ta lùi lại một bước và xem xét cặp tiền Euro-USD, thì thật thú vị khi thấy rằng giá đang có dấu hiệu đảo chiều sau nhiều lần thất bại trong việc kiểm tra mức 1.11. Hơn nữa, giá đang giảm vào thời điểm các nhà duyệt đã mua rất nhiều hợp đồng tương lai Euro-USD tại các mức thường đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với cặp tiền. Hay nói cách khác, nếu dữ liệu của châu Âu kém hiệu quả trong tương lai, nó có thể khiến nhiều nhà giao dịch đã có quan điểm lạc quan về cặp Euro-USD thoát các vị thế của họ khi phát hiện rằng họ đang ở sai phía của thị trường. Điều này có thể khiến đồng đô la giảm sâu. Cuộc họp chính sách quan trọng của RBNZ. Ngân hàng Trung ương New Zealand sẽ công bố quyết định lãi suất của họ vào thứ Tư, và đây có thể là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt này. Tính đến nay, họ đã tăng lãi suất 11 lần, phần lớn trong số đó là tăng 50 điểm cơ bản với một lần tăng 75 điểm cơ bản trong quý 4. Và nhờ kỳ vọng lạm phát giảm đột ngột, kỳ vọng cho đợt tăng lần này chỉ là 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất từ 5,25% lên mức 5,5%. Kỳ vọng lạm phát một năm của nước này đã giảm đi 51 điểm cơ bản theo một cuộc khảo sát gần đây của RBNZ. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đại dịch. 21 trong số 25 nhà kinh tế ủng hộ mức tăng 25 điểm cơ bản và thị trường OIS đã định giá đầy đủ cho khả năng này. RBNZ cũng trình bày NPS, tuyên bố chính sách tiền tệ hàng quý của họ. Vì vậy, việc cập nhật các dự báo, từ ngữ của tuyên bố và biên bản sẽ là điều tối quan trọng đối với các nhà giao dịch để giải mã liệu họ có tin rằng đó thực sự là lần thắt chặt cuối cùng hay không, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Trên đây là các điểm sự kiện trong tuần mới, mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.